Rồi, rồi mời em ơi. Rồi, là bên này là anh nghe cái thằng nghe con nghe chứ đúng không? Đó trời, nhà anh là đạo diễn như vậy nha. Em định chửi rồi, em lấy tóc dài ai vậy, ngó lên là anh đạo diễn. Dạ, và đây là anh Đàm Vĩnh Hưng. Em không bán gì hết, em muốn giao lưu với tất cả mọi người cho coi Táo Quân 2021 phong cảnh ra sao thôi. Anh Đàm Vĩnh Hưng đang bán bức tết rất là rẻ. Ngoài bức tết ra còn gì? Bức tết bán cá, ngừ đại dương, sốt cà, sốt thái, sốt me, sốt đủ thứ sốt. Em mới quên chưa? Coi MV mới rồi hay lắm mọi người, nhớ xem MV được mang tên là Để anh nhớ nè. Tên quảng, tên liên khúc ba bài hát là Xin lỗi tình yêu, tình yêu không có lỗi. Và anh sẽ làm sao? Làm sao anh biết? Xin lỗi, làm sao anh biết tình yêu không có lỗi? Dài rồi đó ba bài. Dài quá. Đó, đây là đạo diễn đẹp trai nhất Việt Nam đấy chị nha. Cả đời không biết làm vlog làm sao mà quay phim phải chụp hình đó mà ngồi lắp xe. Mà quỳ quá vậy, sao kỳ vậy? Mình đứng lên cho sang đấy. Coi tương tác chứ người ta đâu có coi chụp hình đâu mà. Dạ mọi người quan tâm tới đây. Em đứng lên đi, rồi em xoay này. Đây, cả Như sống sao mà bị đồng nghiệp đây như này đây. Chó cắn đứt. Từ xa cắn tới. Bát bánh của trời. Má trời, cưng chị thôi. Dạ. Ngồi chụp hình tiếp.